vào ngày cuối năm, nhưng mà bên Nhật chả khác gì, cũng phải đi ra đường em làm nha quý vị. Ở bên Nhật thì không có ăn Tết theo cái lịch âm nữa, mà họ theo lịch dương rồi, cho nên là đối với những người mà đi làm xa xứ như em thì Tết cũng như ngày thường thôi. Chỉ có vào những cái ngày cuối năm, New Year thì còn có một chút gì đó nó hơi giống giống Việt Nam mình, là vẫn làm tới giao thừa, xong rồi được nghỉ ngơi vào 3 ngày đầu năm thôi. Ngoài ra thì không có được đón Tết như ở trên quê hương Việt Nam nha quý vị. Mà đặc biệt cộng đồng Việt Nam ở bên Nhật á, thì nói thẳng ra một điều là nó không có mang cho mình một cái sự tự hào gì hết quý vị ơi. Buồn lắm. Ngay ngày đầu năm mà báo chí Nhật á, là đã đưa tin, thì em nghĩ là bên Việt Nam nếu mà quý anh chị có coi báo cũng biết cái tin là mới thêm 4 người Việt Nam đã bị bắt vì có liên quan tới đường dây ăn cắp đồ của thương hiệu quần áo Uniqlo á quý vị. Nó số tiền mà bị họ ăn cắp lên tới 3 tỷ mấy luôn, mà do một người ở Việt Nam cầm đầu. Thì nói thật, những cái việc mà người Việt Nam phạm tội bên đây càng ngày càng tăng á, riết rồi nói thẳng ra mình đi làm bên Nhật á, mình phải chịu cái sự kỳ thị của người Nhật cũng vì một phần là những cái con sâu này đó quý vị. Cho nên bây giờ đi đâu mà nghe Nguyễn Sàng, tức là họ Nguyễn của người Việt Nam mình á, là nghe Nguyễn Sàng rồi hỏi mày đâu, mày ở Bè Tô Nam Mư, là thấy xấu hổ, thấy nhục liền quý vị. Em nói thiệt chứ đừng có nói tại sao mà người Việt ở bên đây á, cộng đồng người Việt bên đây, mình không thể nào mà mình có cái sự nối kết, hoặc là mình có sự đoàn kết giống như các cộng đồng khác được. Tại vì có những cái người mà đi qua đây không phải là để lao động chân chính, mà họ chỉ qua chỉ là để mà coi những cái sơ hở của bên cuộc đời sống người Nhật hay là luật pháp Nhật, rồi họ làm những cái chuyện phi pháp như ăn cắp ăn trộm. Mà em nói thật, ở bên Nhật á, mà ăn cắp ăn trộm là cái tội xấu hổ nhất trên đời. Nó thể hiện cái gì? Sự gian trá, sự lười biếng và sự mà vô giáo dục. Cho nên mà đi đâu mà làm cho những người giống như em á, đi qua đây lao động chân chính, mình muốn tạo dựng một cuộc sống mới hoặc là sống tốt hơn cho con cái mình cũng bị ảnh hưởng. Nói làm sao mà trong chỗ làm mà mấy cái đứa mà làm chung á, nó người Nhật á, nó không ưa mình khi mà biết là mình ở từ Việt Nam qua. Mà thậm chí nhiều khi á, khách hàng mà vô trong nhà hàng á, hỏi em từ nước nào, em nói Bè Tô Nam Mư. Mặc dù là mình không có che giấu cái nguồn gốc của mình, nhưng mà nói ra chữ Bè Tô Nam Mư á, cái mình nhìn sắc diện của người ta á, người ta có một chút gì đó hơi khựng khựng là mình cũng quê lắm quý vị. Nhưng mà cũng phải cắn răng chịu đựng thôi, bởi vì nói thật ra dân tộc Việt Nam á, đi đâu cũng mang một cái nỗi nhục như vậy á. Bởi vì sao? Bởi vì cái hệ thống giáo dục ở Việt Nam nó đào tạo ra những cái đứa mà tham ăn biếng làm. Cho nên hả, qua được những cái xứ văn minh, giống như là tại sao mà vô trong siêu thị mà tụi nó có thể dễ dàng chôm đồ mà nhiều như vậy. Tại vì bên Nhật á, họ tôn trọng quyền riêng tư của khách hàng, cho nên họ vô họ mua đâu có ai đi theo mà giám sát 24/24 đâu. Nhưng mà họ vẫn có camera để họ theo dõi, để coi con người mình như thế nào. Thường á, thì bên Nhật á, họ có lòng tự trọng cao lắm. Thà là không có tiền thì nhịn ăn, chứ không có đi trộm cắp. Những cái kẻ nào mà gọi là phải mà lỡ mà ăn cắp một vài trái nho hay một vài trái táo mà bị bắt gặp là người ta sẽ nhục nhã lắm. Mà không hiểu như sao, nói thẳng ra là bên đây hả, hồi xưa là nhất Trung Quốc, nhì Việt Nam, bây giờ Việt Nam chiếm ngôi đầu bảng rồi. Đi đâu mà thấy có tội phạm mới là Nguyễn Sàng, mình nghe mình cũng nhục lây luôn quý vị. Dâu về ăn một hộp như thế thì nó tầm khoảng 600 mấy 700 yên á quý vị. 600 mấy 700 yên là nhiêu ta, khoảng 100.000 hay hơn xíu đó. Mà ăn thì ok lắm, ăn thì ngọt và thơm này kia. Nếu mà mình mua mà cái dâu mà nó mắc tiền hơn, thậm chí có nhiều cái dâu hả, một trái thôi nó 600 mấy yên rồi, gần cả 100.000 đó quý vị.
Nhưng mà cắn một miếng là nó đáng đồng tiền bát gạo liền nè. Em mua thêm mấy dĩ trứng vịt về. Không biết cái này trứng vịt hay trứng gà luôn, mà thấy nó màu trắng, nghĩ chắc trứng vịt rồi. Đi mua về để mà làm nồi thịt kho hộp vịt nha quý vị, cho ăn Tết. Nhưng mà đi tìm trái dưa hấu thì tìm không ra. Để lát qua bên kia, bên cái chợ bên kia, chợ Chùm Hổm coi có dưa hấu không. Đây là sườn sầm. Trong khi chợ hoa bên Việt Nam mình á, nhìn cảnh người ta đổ bỏ hoa, đập chậu vào ngày 30 Tết, chiều 30 Tết mà bán không hết á. Bên đây thì chả có không khí gì chợ Tết hết. Em chỉ có thể vô siêu thị mà chọn một bó hoa về để trưng cho bàn thờ, cho nó có tí không khí xíu thôi nha quý vị. Cho nên bà con nào mà còn ở Việt Nam mà đi chợ Tết được á, thì nhớ mua hoa ủng hộ cho bà con nông dân và người bán, để còn giữ lại được một chút hương vị Tết cổ truyền nha. Chứ đừng có để ép giá mà tới cuối năm mà thấy tình cảnh mà đập bỏ hoa vậy thì đau lòng lắm quý vị. Mà kể cả thương lái cũng vậy nữa, buôn bán thì cũng nó thách bớt bớt thôi, chứ còn mà nói gì đâu mà giá trên trời cho mấy ngày đầu.
hốt được nhiều hốt rồi, rồi tết ngày cuối bán không được, từ bắt đầu là giận dỗi đập bể này kia, thấy nó chả có một tí văn minh gì cả. Bây giờ em ghé qua bên cái chợ Chùm Hổm này em tìm thử coi có dưa hấu không nha quý vị, chứ còn trong siêu thị em hay mua là hôm nay là không thấy dưa hấu rồi. Để em vô đây coi coi có không nha. Chào quý vị khán giả nha. Hôm nay là 30 Tết, nhưng mà ở bên Nhật thì nó không có được cái không khí giống như ở bên Việt Nam mình. Nhưng mà em cũng cố gắng, em đi mua được cái bánh chưng để về chưng lên cho nó có chút không khí nha cả nhà. Hôm nay đi ra ngoài chợ đó mà đi tìm dưa hấu mà không có. Mỗi bữa đi đi cái chợ kia cũng có thấy, nhưng mà hôm nay ra thì nó không có thấy bán dưa hấu. Với lại mua ít bông. Có cái bông mà bông mai này, không biết bông mai hay bông lan. Nhưng mà cho nó có cái giống như bông mai nha cả nhà. Để cho có dân xa xứ thì không có biết Tết là gì cả nhà ơi. Nhưng mà cũng giữ cho nó có cái thói quen đi ha. Để nhớ về cố hương một chút xíu. Gọi là hôm nay 30 Tết em vẫn phải đi làm, ngày mai mùng 1 Tết vẫn phải đi cày nha cả nhà. Không có được chào đón xuân như là người Việt Nam mình. Cho nên các anh chị nào mà vẫn còn đang ở Việt Nam á, thì vẫn còn được đón Tết ở quê thì cố gắng tận hưởng nha. Khó khăn cỡ nào cũng ráng cho mình có cái không khí Tết nó tươm tất đi. Ở bên Nhật á, thì cộng đồng người Việt mình á, cũng yếu kém không có mạnh. Với lại em thấy bên đây á, họ ăn Tết theo Tết lịch dương lịch rồi. Cho nên đối với nước Nhật thì mấy ngày này thì chỉ là mấy ngày bình thường, không có được nghỉ gì cả. Chỉ ngày mai á, ngày mai ai mà làm công ty mà hay được nghỉ thứ bảy chủ nhật á, thì ngày mai là ngày thứ bảy được nghỉ. Em thì chủ nhật tuần này em mới được nghỉ. Cho nên là 30 Tết với mùng 1 Tết là phải đi cày nha cả nhà. Đây, một chút hoa hoa mai vàng ha. Hồi nãy có đi có thấy bánh tét, nhưng mà mình nghĩ thôi để mình mua cái bánh chưng là được rồi. Ăn hết cái bánh chưng rồi mình ăn bánh tét, chứ còn ăn cái tủ lạnh nhà nó nhỏ quá, không có để hết. Để em chưng lên cho nó đẹp nha cả nhà.
Đây là gốc Tết của em. Bánh chưng, hoa mai vàng và chai rượu kế bên nữa mà không có dám nhậu đâu quý vị. Ngày mai phải đi làm rồi. Đó. Để là khơi gợi một tí không khí Tết ở quê nhà. Bạn bè và gia đình thì cũng đang vui vẻ ăn Tết ha. Còn những người mà tha hương như em thì chỉ có biết tìm niềm vui trong những cái sự nho nhỏ này thôi, quý vị ơi. Mới vừa đi làm về là bay vô bếp kho nồi thịt, mà nãy giờ bỏ vô thịt vô xào xào mà không có bấm máy quay. Ở để lát nồi thịt kho luôn, nồi thịt nó sôi quay. Ở bên Nhật á, không có mua được cái khổ qua mà nó nhỏ mà nó to cỡ này. Thôi em mua đại ăn trái, em cắt phân nửa để em dồn thịt, tại vì nhà thịt băm mỹ y còn nhiều, nhưng mà rút cục về kiểm tra nó còn có một cục nhỏ à. Thôi em dồn cho một cái thôi, còn cái kia ngày mai em cắt em thái mỏng ra em xào với trứng, ăn khổ qua cho cái khổ nó qua, rồi ngày mai ăn cam cho nó gọi là cái gì, khổ tận cam lai hả? Hết khổ rồi sẽ tới may mắn đúng không cả nhà? Cũng ráng cho nó có hơi chút không khí Tết thì cả nhà, cho nên nấu mấy cái món mình hay ăn vào dịp Tết cho nó đỡ nhớ Tết, Tết Việt Nam thôi. Chứ có nhà có hai mẹ con cũng ăn không bao nhiêu, mà trái khổ qua cả nhà thấy em, trái khổ qua bên 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 Nhật á nó không có đắng bằng khổ qua mình nha, nhưng mà nó bự vậy nè, nó bự chà bá vậy nè. Vào ruột nó ra, cho nó tí hành tỏi em. Thì em không quay chi tiết cái cách mình nấu thịt kho hộp vịt như thế nào, bởi vì em nghĩ là chúng ta ai cũng biết làm món đó rồi, nó cũng không còn lại gì. Cho nên là em chỉ trình bày ở đây mà là một bữa cơm ngày Tết ở Nhật Bản, một cái nơi xa xứ không còn nằm trên đất quê hương Việt Nam nữa. Nhưng mà em cũng cố gắng để cho bữa ăn ngày mùng 1 Tết của mình nó được tươm tất nha cả nhà. Thịt kho, trứng, dưa giá, dưa leo, canh khổ qua dùng thịt. Ông bà mình quan niệm là ngày đầu năm ăn canh khổ qua thì mơ ước cho cái khổ rồi nó cũng sẽ qua và may mắn sẽ đến vào năm mới. Em cũng kính chúc quý vị một năm mới an khang, thịnh vượng, sức khỏe và vạn sự như ý. Ngày Tết mà có được cái nồi thịt kho hột vịt ở trong nhà và canh khổ qua kèm theo đó thì có bánh chưng chiên để ăn vào buổi sáng thì đối với em cũng là một cái Tết nó đủ tươm tất rồi quý vị. Mình cũng ráng gìn giữ lại những cái món ăn truyền thống để mình lúc nào trong tim mình cũng có hình ảnh quê nhà nhé.